Nói đi. Nói. Con quên rồi. Nói đi. Hôm nay bố Phương của con sẽ tỉa cây đào nào đi. Hôm nay bố Phương của con sẽ tỉa cây đào. Thấy người bố đây không? Thấy không? Có. Thấy chính xác luôn. Thấy cả cái đào luôn. Sao? Hả? Chín, hả? Mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám. Mẹ ơi, con nghe đừng thấy người ta nói bảo là Covid. Anh Khoa em qua thì Covid hết kìa. Khoa bảo hôm qua lên anh Khoa và sang đấy chơi với các em rất là nhiệt tình. Mẹ ơi, mấy phút rồi con, số mấy rồi? Nó đếm nhanh quá không biết. Nhiều số quá. À? Vâng ạ, đếm nhanh quá. Này mình cắt nhanh quá. Đếm nhanh quá nhưng con không biết. 5, 16, 17, 18, 19, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Đây là tưởng của tuổi anh. Không lên anh. Bố ơi, bố bao giờ bối được xong để tí cô dọn kia cho bố nhé, được không? Bố ơi, mày để tí con dọn kia cho bố nhé. Hello. Bố chào bố chưa? Chào. Nghe con em nói chưa? Lúc nãy con nói bố như nào chứ? Không nên mình. Đó, con nói bảo là con hôn bôi son rồi gì? Bôi son. Nó xem ở đâu? Ở đấy đi, đi xếp vào này. Ra. Bố mẹ đắm thêm bơ đi. Bơ tắm rồi. Bố làm sắp xong chưa? Còn dọn cho. Nhưng mà bố còn lâu làm xong à?
tính ấy thôi. Thank you.